Xin chào mừng mọi người, chào mừng mọi người lại quay lại với kênh Game Tổng Hợp của mình nhé. Hôm nay thì vẫn là tiếp tục trò đua xe. Ở đây thì trước mắt chúng ta có trò đua xe, có cả xe buýt này, xe con này. À đây, theo mình nghĩ không phải đua. Đây là xe giống kiểu là... Ôi, xong rồi. Đâm một đít nó rồi. Ồ, các bạn thấy xe này đẹp chưa? Có phải đua không nhỉ? Các bạn thấy không? Xe khá là to, đẹp. À đúng rồi, chúng ta sẽ vượt qua chướng ngại vật nào, nhảy lên nào, bay cao nào, nhảy cao nào, bay nào, cái này theo mình nghĩ là bay này. Wow! Đúng rồi, chúng ta đã qua được một đối thủ. Và đối thủ này chúng ta sẽ chạy làm gì đây? Vượt qua luôn. Và anh vẫn đang chạy với tốc độ là 260-70 km/h và chúng ta sẽ ăn được những cái đầu xu như này, theo mình nghĩ là vậy, đúng rồi. Gầm khá là cao và ở đây thì các bạn thấy rất là nhiều xe, xe lớn, xe bé, xe nhỏ, xe con, xe to, xe đủ các loại xe đang thi nhau chạy về đích. Và mình sẽ bay tiếp. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là các xe đua về đích. Ôi chết rồi, cái kia là quên, mình không ăn rồi. Nếu mà mình ăn rất là ngon rồi. Rồi tránh luôn, không đâm vào người ta. Ôi xe cảnh sát kìa, không áo được sao á. Và thấy xe hàng khá là nhiều. Và chúng ta sẽ phải làm chủ được tốc độ của xe này. Ui là hỏng rồi, hỏng xe đó thì chúng ta phải để đánh như xe này á, thì mình có thể lượn ra nha, để đánh võng lên này, bay nữa này. 1 2 3 nhảy cao nào, tốc độ 600 km/h, 700 là gần đến 1000 rồi. Ở bên hông của mình nhá các bạn. Đây là đây là cái gì đây? Đang chạy nhanh mà cái bình đấy là bình gì nhỉ? Mình không thấy nó báo, mình ấn cái là nó chạy luôn. Ngã lăn đùng ra luôn chứ. Ôi trời ơi, không ổn rồi, không ổn rồi, tay lái kém quá. Đánh võng nào. Rồi ok. Hồi hình như là chúng ta đã về đích và dẫn đầu thì phải. Và bây giờ thì tiếp tục là anh xe to. Đó, đây là cái trong cabin nhá mọi người nhá. Khá là đẹp. Đây là chúng ta đã về đích này. Đó, thấy chưa? Toàn cảnh của xe này các bạn thấy không? Cực kỳ đẹp. Và chúng ta đã về đích và chiến thắng rất nhanh. Cái đấy giống kiểu trong bộ phim quá nhanh quá nguy hiểm. Không phải đơn giản mà chúng ta chơi được đâu. Và tiếp tục cuộc đua thì ở đây chúng ta vẫn là xe buýt cần cẩu. À xe buýt và những loại xe tải, xe con, đủ các loại luôn. Chúng ta sẽ phải về đích sớm hơn dự định cùng những xe này. Và bây giờ anh xe xanh 4 bánh to đang tiến tới với vận tốc cực kỳ ấn tượng, đó là 120 km/h. Và anh ta đang cố vượt qua những xe buýt và xe tải màu xanh kia. Rồi, anh ta đã qua được một xe con đang đeo có một cái bịch, gọi là cái đồng tiền trên lưng thì phải. Đúng rồi, ôi rồi, ok ok, bay nào. Rồi, vẫn kịp, hay quá. Của đấy là mình bị vấp. Cái xe nhỏ thì chúng ta sẽ là vượt được qua nhé. Tại vì cái xe của mình khá là cao, chúng ta sẽ cho nó xuống gầm của mình. Còn những xe to kia thì chúng ta không lên, tại vì nó khá là to ngang xe của mình, nên chúng ta cần phải tránh càng nhiều càng tốt. Nếu mà bất đắc dĩ quá mà không tránh được thì bắt buộc phải ấy mà thôi. Giống kiểu này này, đó, không đi được này. Ôi, lỗ luôn cái xe đó rồi. Ôi rồi ôi, bọn kia nó về trước mình rồi. À, đây có thể là mình nghĩ đây là một đích thôi chứ không phải là hai đích đâu. Rồi chúng ta chắc là chỉ xếp là thứ 5 thôi. Vì đằng trước mình thấy khá là nhiều xe. Khá là nhiều xe. Giờ sẽ mở cái này được không? Có đủ tiền mở không? Không đủ rồi, không đủ à, nên cửa số 3 đây rồi. Đây mà trong cũng đoàn đua. Cái này khi anh em đủ tiền ấy thì mới có thể là mua được cái ấy nhá, cái gì đang cái xe mới nhá. Chúng ta phải cần đủ, cần thu thập được càng nhiều tiền càng tốt. Đó, ở đây như là mình nghĩ là có 100 chiếc xe đang đua thì xe của mình đang chạy với vận tốc khá là cao. Ôi đâm đít nó giờ. Đâm một đít xe công rồi. Cái đấy là xe container đấy mọi người ạ. Đây là tốc độ này, chạy nhanh này. Đầu phi nào, mình sẽ phi lên nhá. Bay qua vòng tròn luôn. 1, 2, 3, bay nào. Quá xuất sắc đến từ anh xe to. Vâng, vẫn là sự thể hiện cực kỳ bền bỉ. Anh ta có là một tay lái vàng.
trong làng lái xe. Sự thể hiện cực kỳ ấn tượng khi bay tránh và bay lên những chướng ngại vật như thế này thì chỉ có anh xe to đến từ Việt Nam mà thôi. Các nước thì không có đâu nha. Việt Nam mình nắm người tài lắm ấy, lái xe giỏi lắm ấy. Đừng có đùa. Vâng, vẫn là một trong những cung đường khá là tuyệt vời. Đây, trong cabin đây. Chúng ta để như này thì có thể dễ lái hơn. Ôi dồi ôi, về đích rồi. Và bây giờ chúng ta về 3 lần đích liên tục thì mình cũng xin phép dừng video ở đây để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và chúng ta sẽ, mình xin phép dừng video ở đây nhé. Chúng ta có là 2241 mà. Và bây giờ thì cũng bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Mình về đích 3 lần luôn. Chứng tỏ đẳng cấp là tay lái khá là tuyệt vời đúng không anh em? Và không nói nhiều nữa thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Mọi người nhớ xem video của mình, hãy đăng ký và chia sẻ giúp kênh Gamer Tổng Hợp nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.